Nhận được thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Kỷ Mùi ở khu phố 2 thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, những người thực hiện chương trình kết nối yêu thương lại lên đường. Chúng tôi gặp mẹ con chị Nguyễn Thị Kỷ Mùi khi chị đang chở bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi đến học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi Chức năng cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam dioxin huyện Gio Linh. Vốn bị khuyết tật bẩm sinh nên năm nay đã 11 tuổi, nhưng bé phát triển chậm hơn so với các bạn và đang được các cô tại trung tâm hỗ trợ mỗi ngày. Trong ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng bởi Quỹ vì người nghèo huyện Gio Linh, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kỷ Mùi đùm bọc nhau qua ngày. Là một người mẹ đơn thân, bản thân chị Kỷ Mùi sức khỏe cũng không tốt, liên tục ốm đau. Gần đây bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh biểu axit đô nặng, cần chuyển tuyến điều trị kịp thời. Thế nhưng nghĩ đến khoản tiền điều trị bệnh, con gái nhỏ không ai chăm sóc, chị Kỷ Mùi lại tìm các bài thuốc nam để giảm cả cơn đau. Một mẹ, một con, những khi trái gió trở trời, những khi mưa bão, hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau, bữa cơm, bữa cháo, bữa đói, bữa no. Vâng, những hình ảnh vừa rồi thì chắc chắn quý vị và các bạn cũng đã hiểu một phần về hoàn cảnh của gia đình của chị Kỷ Mùi. Và ngồi bên cạnh tôi lúc này là hai mẹ con của chị Kỷ Mùi. Chúng ta cùng trò chuyện với chị để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình lúc này. Vâng, thưa chị ạ, được biết rằng hoàn cảnh của hai mẹ con lúc này rất là khó khăn. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về tình hình sức khỏe của chị hiện nay ra sao ạ? Tôi bị bữa bao nhiêu đó lâu rồi mà không phát hiện ra, và chứ phát hiện ra khám bác văn nói là cho giấy chuyển vô Huế mà không có tiền đi điều trị lui lại tiền sẽ ăn hoặc có dưới mà có năng ai coi cho gì thì chị nhậu đủ con cứ mất vợ rồi phải kiểm lại lấy còn điều trị có ngay đó. Nói chung ai bé chị mình này nói còn là thu đủ cho lên bữa rồi đừng kiên trì chúng mình được uống thuốc phơi thuốc uống nữa thôi. Về con gái của chị thì như thế nào? Cũng con tôi năm nay 11 tuổi rồi, nó cũng nghỉ hè thì về 3 tuần này trung tâm hồi phục chức năng, nó nhớ có mẹ cố dạy, có hắn quốc họ về cho họ tập đi tập nói, chúng nhớ hắn quốc hết mẹ nhi phải uống lại hết nữa, họ nhả cho họ từ ngày đẻ ra là sinh ra là nó cũng 1 kỳ 7. Vâng, không biết đi, cậu tứ là phát hiện lại đang chảo, không biết đi yếu ra với cậu nói mình nhảy tờ chế độ đi về hồi chức năng. Bà tập tính được, vô trường không nhận, họ nói, chính đi không nhận, tôi bà gửi đồng hồ, vô 2 năm, chứ chính chảo về để cho học quân chương hình. Như nó cũng như mày cố đó đấy. Năm đi 11 tuổi mà 20 cân, mày vợ không biết đi biết nói đó, năm một chỗ. Nói chung nhớ đợt này nhớ hân quốc họ về và bác Hiên về tập tại do nữa. Họ mẹ có về dài chữ cho tại do nữa. Vâng, tình trạng sức khỏe của hai mẹ con như vậy thì không biết là cuộc sống của hai mẹ con hiện tại ra sao ạ? Nói chung đi đâu mà thì kiếm ngay 2-3 chục nữa về họ kéo chi đi mình này đó. Để những biết có biết đâu. Thì họ đưa những mua thì mình thì mua đồ ăn thôi. Nói chung ai kéo chi đi chút nữa chạy bạc ra ngay 2-3 chục nữa. Vâng, với tình trạng sức khỏe và cuộc sống hiện tại như vậy thì mong muốn hiện tại lớn nhất của chị lúc này là gì ạ? Nói chung là nguyện vọng của chị là chờ bữa ông bỏ cho đó chứ mẹ người giúp đỡ được chứng mua hại chứng này đâu nên vô hệ để khám để cho lại khỏi thử bệnh ra thẳng mà hoàn cảnh khó khăn rồi chứ mong muốn mọi người như hỗ trợ giúp đỡ bệnh bữa ông bỏ cho đó cho lên để sống để nuôi con. Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Trên tinh thần tương thân tương ái, lạ lành đùm lạ rách, nhằm chia sẻ khó khăn và giúp đỡ hai mẹ con chị có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khu phố 2 thị trấn Gio Linh đã luôn lui tới động viên gia đình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Bớt Việt Nam, nhãn hàng bia Huda hỗ trợ 5 triệu đồng. Mạnh thường quân Trần Ngọc Sơn kêu gọi vận động hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh
hỗ trợ trước mắt cho hai mẹ con chị để chị Kiểm Mùi có tiền thăm khám điều trị bệnh, để bé Quỳnh Nhi được chăm sóc một cách tốt nhất, để em có điều kiện phát triển bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bản thân nó Mùi thì hồi xưa chứ là hay đau ốm rồi đó, chị thì là chị dâu, nhưng mà con cái đóng nó có điều kiện để giúp đỡ hỗ trợ thêm được cái chi. Bệnh tật thì cứ đau ốm thường xuyên nữa, giống kiểu hai mẹ con thì đi họ kêu chi làm này nữa, ngay thì đi bỏ củi, không thể đi nhổ rau mã, ai kêu rửa bát ra đồ chi quán thì một ngày kiếm vài ba chục hai mẹ con ăn qua ngay. Chứ giống bản thân trong gia đình chị thì con cái đóng em chị cũng giúp đỡ được chi nhiều hết, nói chung đau ốm chi thì đem đi viện thì đâu là thôi, chứ nói chung về mặt tài chính này tiền bạc là em chị cũng có thể để giúp cho ăn được nhiều. Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Mùi là thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh là hai mẹ con cũng là bệnh tật, cũng đang hưởng chế độ bảo trợ người khuyết tật và được hỗ trợ các cái chính quyền các cấp là hỗ trợ là về những nhà ở, rồi hỗ trợ hàng tháng theo quy định của nhà nước, và cũng hỗ trợ về bên chỗ chăn nuôi bò. Nhưng mà thực tế thì hai mẹ con cũng rất khó khăn là vì điều kiện sức khỏe và đau ốm liên tục, nên thu nhập hàng ngày thì cũng rất là hạn hẹp. Thì thực tế là Hồ Chí Nguyễn Kỳ Mùi là cũng là một thuộc một gia đình khó khăn. Đến với hoàn cảnh của Dì Mùi tại khu phố 2 thị trấn Gio Linh thì không ai là không biết hoàn cảnh của hai mẹ con rất là cơ cực, người mẹ đơn thân cũng mang bệnh tật nơi người, nuôi một người con bị khuyết tật bẩm sinh, và từ công việc hàng ngày là chỉ là ai kêu gì đi làm nấy, con không có việc thì đi khắp chợ cầu để xin ăn để nuôi con. Một phần cảnh rất là bi đát, và Ngọc Sơn thông qua chương trình kết nối yêu thương của Đài Truyền hình Quảng Trị cũng đã kết nối được số tiền là 5.750.000 đồng, và đó là hỗ trợ trước mắt. Và Ngọc Sơn cũng xin hứa cùng với Quỹ Minh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong nước sẽ đồng hành lâu dài với hoàn cảnh khó khăn này.